kính thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ 5 phút. Đây là ông nghị viên Hoàng Duy Hùng vừa bước vào Vietcetera, và đông là một cái số người họ đang đứng trước biểu tình ông Vietcetera. Anh Lâm, tại sao anh là hôm nay có mặt ở đây anh biểu tình và anh không bằng lòng với sự có mặt của ông nghị viên Hoàng Duy Hùng phải không thưa anh Lâm? Đúng. Đây là khoảng người số người trên gần có 20 người. Và kính thưa quý vị, đây là những cái bảng mà họ mang ở trong trước ngực để họ không bằng lòng với cộng đồng tị nạn Lido Sài Gòn tiếp tay và hỗ trợ đây nè. Bá người Việt một tiếng đồng hồ là đã ủng hộ bá người Việt, đã Hoàng Duy Hùng, đã Hoàng Duy Hùng đã ngồi trong bá người Việt một tiếng đồng hồ, là đã ủng hộ bá người Việt là Việt trên. Đây là ông Ngô Kỷ, quý vị sẽ thấy ông Ngô Kỷ đây là một trong những nhà tranh đấu tại Rio Sài Gòn. Anh Ngô Kỷ, tại sao hôm nay anh lại đến đây để không bằng lòng với ông Hoàng Duy Hùng vậy thưa anh Ngô Kỷ? Cả nước biết rồi, cũng giống như anh hỏi bây giờ tại sao anh thù Cam, thù Cộng sản, vì cái chuyện Hoàng Duy Hùng nó cũng chẳng cũng giống như Cộng sản, mọi người đều biết hết rồi, anh hỏi câu vô duyên quá. Thưa, nhưng mà có nhiều người trên hệ thống YouTube họ không biết thì chúng tôi muốn biết tôi làm vai trò của tôi. Thôi anh hỏi vậy thì anh hỏi vậy thì tôi nghe vậy thì anh muốn trả lời sao đó là quyền của anh mà đâu. Tại Cộng sản, nhưng bây giờ Cộng sản vậy, anh có nghĩ rằng những người ở đây là những người đã từng chống Nhật Báo Người Việt không? Tất cả những người bán người Việt ai nữa chống Việt dân, mà thằng này nó tiếp tay cho Việt dân tới bán người Việt họ chống luôn cả, cũng như chống cộng sản, chống thằng này là đúng rồi. Như quý vị đã biết, chúng tôi vừa trình bày hồi nãy là có những cái khuôn mặt ở đây là những người họ đã đứng ở trước Nhật Báo Người Việt trên 2 năm mấy nay để họ chống lại cái vấn đề xảy ra vào trong cái tờ báo Xuân Mậu Tý. Hôm nay thì họ lại dời qua bên Vietcetera và họ đang có những cái vấn đề mà không bằng lòng với sự có mặt của ông nghị viên Hoàng Duy Hùng tại Nhật Báo Vietcetera. Xin cảm ơn quý vị.